em làm như vậy vì anh em đã được nghe thờ mời Đức Kitô. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng ơn bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà này đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không đón tiếp, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông, Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là một ngày thật vui, ngày ghi đậm dấu ấn lịch sử của giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao. Cha Doan Vianney Lương Công Khanh vừa mới được chuyển chức làm linh mục của Chúa tại Đan Viện Thánh Mẫu Sito Châu Sơn, Ninh Bình. Với niềm vui lớn lao và ý thức về ơn huệ của Thiên Chúa, cha Doan Vianney đã về quê hương dâng thánh lễ đầu đời linh mục để thể hiện tinh thần vinh quy bái tổ, tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Basilio cả đã nói, ai không để rơi vào quên lãng các ân huệ Thiên Chúa thì hướng tới nhân đức tốt lành. Để diễn tả ân huệ Chúa ban, con xin được chia sẻ với cộng đoàn
một vài tâm tình trong bối cảnh Chúa chọn, Chúa gọi cha mới trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Không ảo tưởng khi được chọn làm công việc của Chúa. Chúa chọn những tâm hồn thiện chí thực thi sứ mệnh của Chúa. Tiếng Hy Lạp, danh từ Apostolos, tông đồ, nghĩa là người được sai đi. Sai đi nhắm tới đối tượng là anh em của mình. Linh mục là người mang trong mình sứ mệnh được sai đi vì phần rỗi của anh em. Tin mừng trình bày về việc các môn đệ được sai đi rao giảng tin mừng. Khi trở về, các môn đệ tràn đầy phấn khích, vui mừng trình bày cho Chúa về thành quả của các ông. Các ông tưởng rằng dựa vào danh của Chúa để thị uy, cả ma quỷ cũng khiếp sợ chúng con. Tuy nhiên, Chúa hướng các môn đệ nhắm tới mục tiêu lớn lao hơn. Mục tiêu ấy không phải là thị uy đối với quyền lực của ma quỷ, nhưng đó là mục tiêu nước trời. Thật vậy, nhân loại đang đau, nỗi đau của sự buồn chán, của bệnh tật, của bất công, của chiến tranh, của thiếu vắng tình thương, của một thế giới thiếu đi tình chia sẻ. Đó chính là tình trạng hỗn loạn, vắng bóng trật tự, vắng bóng chuẩn mực đạo đức. Vậy nên cần có những linh mục thi hành tác vụ rao giảng và dâng hy lễ để giúp con người đi vào khối trật tự mà Thiên Chúa muốn, để thoát khỏi cảnh hỗn loạn của cảnh hư ảo mà nhân loại đang gây nên. Linh mục được gọi để làm công việc của Chúa là vãn hồi trật tự, làm cho nhân loại nhận ra thế giới này còn có một sự hoàn hảo khác, viên mãn hơn, không dựa vào quyền lực, dựa vào tiền tài và dựa vào danh vọng. Bởi vậy mà Chúa mời gọi các linh mục đi rao giảng lời của Chúa. Trong bài giảng về sách các mục tử, Thánh Gregorio cả giáo hoàng đã nhắc nhở: thế giới này đầy linh mục, nhưng trên cánh đồng truyền giáo hiếm thấy người thợ đích thực của Thiên Chúa. Vì chúng tôi lãnh chức linh mục, nhưng không chu toàn công việc của chức vụ đó. Mặc dù linh mục là người được Chúa chọn, vậy mà vẫn có những yếu đuối, có những bất toàn, có những lỗi lầm. Bởi thế lời Chúa trong sách tiên tri Jeremia nhắc nhở các linh mục: mỗi chúng ta hãy nhớ đến ơn Thánh Chúa. Từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Chúa thánh hóa để sai đi thực hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, lời Chúa mời gọi chúng ta và mời gọi cách đặc biệt đối với tân linh mục thực hiện kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Muốn thực hiện kế hoạch ấy phải trung tín. Tân linh mục chọn câu lời Chúa làm châm ngôn sống: ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở. Điều này như muốn nhắc nhở chính tân linh mục cần giữ ơn gọi của mình nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Có lẽ những vần thơ của nhạc sĩ Ân Đức cũng làm cha mới tâm niệm về ơn Chúa, về hành trình ơn gọi của mình và mối tình theo Chúa của Ngài. Đường con theo Chúa, có nắng xuân trải lùa vàng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang. Tuy nhiên, đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó khổ trường, chẳng thiếu mưa gió
thánh cô đơn, những ngày đời con cũng đang tối u quạnh. Được chọn thánh hóa là linh hồn của Chúa, dù thuận lợi hay khó khăn, tân linh hồn vẫn được Chúa mời gọi ra đi tham dự lời Chúa. Vậy với đời sống căn cơ phải tham dự phải chăng là lời gọi với tội phi đan thiện đi vào làm đi ra ngoài để làm mục vụ? Chắc chắn không phải vậy. Trong lễ chuyển chức của cha mới, Đức Tổng Giám mục Giuse viết đang chia sẻ, không phải linh mục sáng dư lễ do thì chạy râu loay hoay ở ngoài, nhưng đa sĩ linh mục được mời gọi thi hành các vụ toàn các giờ kinh, được giáo hội ủy thác làm tròn việc lao động hàng ngày. Đó là liên kết với hiến tế của Chúa Kitô trên bàn thờ do chính tay của linh mục dâng. Và đặc biệt đối với dòng Kitô Việt Nam, đan sĩ có bổn phận rao truyền lời Chúa bằng việc chuyên chăm cầu nguyện cho dân ngoại được tin theo Chúa. Một cách khác, đi rao giảng lời Chúa của các đan sĩ linh mục trong việc truyền giáo, và có lẽ cũng là của mỗi chúng ta, ấy là rời khỏi những yếu đuối, những thiếu sót, những đố kỵ, những ghen tương của chúng ta. Vậy nên cuộc rao giảng tin mừng là sống đời sống thanh sạch, tinh tuyền và thánh thiện. Khi ra đi khỏi sự yếu hèn của mình phục vụ tha nhân, lúc đó hy tế của linh mục dâng lên mỗi ngày được hoàn hảo nhất. Đan sĩ được mời gọi ra đi rao giảng tin mừng mà không trói tha nhân lại bởi lỗi lầm của mình, bởi yếu đuối của mình, và không trói tha nhân lại bởi những ích kỷ của mình, thì cần phải có một tâm hồn mới, đó là tháo cởi gông cùm. Tân linh mục của Chúa được sức dầu thánh trên lòng bàn tay để dâng nghi lễ lên Thiên Chúa. Vì được sức dầu thánh thần, linh mục được thánh hiến là dấu chỉ của hiệp nhất trong dân Thánh Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ với các linh mục và nhấn mạnh căn tính của linh mục. Ngài nói, linh mục chân chính là người được sức dầu để phục vụ dân Chúa, như Đức Kitô là người được sức dầu để được sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Linh mục phục vụ dân, làm chứng tá tin mừng, mang tính ngôn sứ trong lời nói, được diễn tả trong hành động bằng việc gìn giữ bản thân phù hợp với dầu thánh thần mà Thiên Chúa muốn. Được chọn vì phần rỗi đời đời của dân Thánh Chúa. Kính thưa Cộng đoàn, Đức Hồng Y Avery Dulles, nhà thần học đầu tiên của Bắc Mỹ, đã nhận xét thời đại của chúng ta được ghi ấu bằng sự mơ hồ về ý nghĩa và mục đích của đời sống. Nhiều người không biết đâu là mục đích của đời sống ngoài nỗi ước mong tránh được đau khổ và được sống một cách thoải mái. Khi sống thái độ bàng quan với ơn thánh, phạm trù thánh thiện trở nên mù mờ cho những người sống đời sống Kitô hữu. Bởi vậy mà việc tổ chức một cách long trọng trong thánh lễ tạ ơn hôm nay là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa chứ không tôn vinh nhau. Đó là cách chúng ta chỉ cho nhau thấy có một dấu ấn tuyệt vời của đời sống thánh thiện khác với những gì mà trần thế quan niệm. Bởi vì thành công ở đời, nhà cao cửa rộng, xe sang, đẹp trai, con nhà giàu, tuy nhiên thành công của người đan sĩ linh mục là nên thánh. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, thành công lớn nhất của cuộc đời chính là nên thánh.
Vậy nên Pascal nhận định, khi ta tin vào Thiên Chúa, sự sống đời sau ta được cả đời này lẫn đời sau, chỉ chịu thiệt thòi đôi chút về chức quyền, danh vọng mà thôi. Vậy nên dâng lễ vì tình yêu hiến tế tác vụ ấy có giao ước bằng máu mà tân linh mục dâng lên, có hy sinh của tình bạn, có vương miện của hy sinh trong nếp sống hàng ngày, có niềm vui chan chứa, có kết nối với thiên đàng, có hoa trái của tình bác ái. Do vậy, trách nhiệm của linh mục thật nặng nề trong cuộc sống đầy bon chen lao nhọc của kiếp sống trần gian. Cộng đoàn chúng ta hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay vừa mang tấm tình của lời cầu nguyện, lại vừa diễn tả lời cầu chúc, vừa chia vui, lại vừa nâng đỡ tân linh mục trong tình hiệp thông, để trong hy lễ tạ ơn hôm nay, nơi cung lòng của Thiên Chúa có hiện diện của ông cố, có sự hiện diện của dòng tộc, có mọi người trong giáo xứ và có chúng ta đang hiện diện nơi đây. Cầu chúc cha mới luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành, dù sóng đời có đổi, dù cuộc đời có nhiều những lao đao vất vả, thì người môn đệ của Chúa vẫn luôn trung kiên rao giảng tin mừng của Chúa, diễn tả sự hoàn thiện của Thiên Chúa mỗi ngày. Xin hợp ý cùng bài hát Đuốc Sáng Tâm Linh của nhạc sĩ Trầm Hương. Cùng với mọi người trong cộng đoàn chúng ta hiện diện nơi đây cầu chúc cha mới. Xin cho người tình mến không bao giờ lịm tắt. Xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tín thành của Chúa, không bao giờ tàn úa dung nhan người, đuốc sáng tâm linh. Amen.